Có một sự sắp đặt không hề nhẹ khi hàng ngàn người dân chờ đánh lễ không được, mà ông Minh Tuệ mọi người tự tìm đến chỗ cô đồng Kim Cúc rồi đánh lễ dưới cái sự với nhiều cái ánh mắt ngơ ngác của nhiều người đang chờ mọi người. Ông tự đi đến để ông nhận một cái đánh lễ của cô đồng này. Và đặc biệt ở đây thì phải chăng là ông Minh Tuệ hiện tại là đi theo cái sự chỉ đạo của cái tổ chức hay không? Phải chăng là thấy cô đồng ông Minh Tuệ ông còn thấy được cái sự nét đẹp của cô đồng này, hoặc là một cái sự giàu có hay không, hay là một cái thế lực nào đó phải buộc ông đi đến nhận? Ngày xưa cũng là mày, bây giờ cũng là mày. Ngày xưa mày làm cả hàng trăm cái clip á, mày ca tụng sư Minh Tuệ. Bây giờ mày không bú được nữa, mày quay sang nói xấu sư. Từ ngày mày chụp hình mấy cuộn cuộn chúa của mày á, mày quay ra trở mặt. Cái loại mày đúng thiệt cháo trở. Giờ mày lại quay ra công kích cô đồng Kim Cúc với lại sư Minh Tuệ. Cũng từ cái miệng mày á, dựng lên bao nhiêu chuyện. Mày nói là không bình thường. Có gì là không bình thường mày nói tao nghe. Đủ rồi thì thầy không nhận, còn không đủ thì thầy nhận. Mà ai có hữu duyên á thì được thầy nhận. Mày nói từ nhỏ thành lớn trở thành câu chuyện phức tạp. Mày nói đó, sư không giống ngày xưa. Giống ngày xưa để mày liếm láp hay sao? Đương nhiên á, giờ thầy khác, càng ngày á được rất nhiều người ngưỡng mộ và yêu quý sư Minh Tuệ, chứ không phải như ngày xưa. Giờ thì 10 người được 9 người yêu. Mày nói theo tổ chức. Tổ chức nào? Theo thằng bố con mẹ mày á mới đúng hay sao? Rồi mày nói á, thầy tự đi. Không lẽ là bắt thằng bố con mẹ mày đến kiệu hay sao mà nói là thầy không tự đi? Nhìn cái mặt mày á đã lươn lẹo, không có thiện cảm, chứ nói gì có đạo đức. Mày phát âm á còn chưa đúng danh từ, chứ nói gì lên đây mà phân tích. Thầy Minh Tuệ, mày nói thầy Minh Tệ, có cái bản mặt mày á, tồi tệ, tệ tồi của xã hội, mày nghe chưa?